Đó, chiếc tàu rồi nó che cái tầm nhìn của mình nhé. À, mình họ di chuyển đây, cảm ơn nhiều nha. Đó, cái tàu nó di chuyển đây nè. Đó, để mình có thể mình chụp được cái trên nơi mà tắm nha bà con. À, mình không cách nào mình zoom nổi nữa. Đó, cái đám này nó lạ kỳ vậy đó, nó lạ kỳ cái là cây. Ồ, ở đám này cũng có một có người đang di chuyển này. Như vậy là cái cát này có thể là cát thiên nhiên mà con, cát thiên nhiên. À, cát thiên nhiên chứ không phải người ta bồi đắp gì ha. À, cát thiên nhiên, nhưng mà nếu mà cái mà nó lạ kỳ cái là nguyên cái mấy hòn đảo này sẽ không có thấy cát. À, nhưng mà có riêng cái hòn đảo này nè, riêng cái hòn đảo này có cát này, thì theo người mình nghĩ thì coi như người ta cũng mang từ nơi khác, cát từ nơi khác tới để đổ thêm á. À, bây giờ coi có ánh sáng mặt trời tới đâu rồi, ánh sáng mặt trời tới đâu rồi. Đó, mấy cái sinh hoạt bắt đầu rồi nha. Có một cái cano đang chạy, cái này chắc của người dân. Đó, cái này của người dân chắc họ đi đánh cá, họ kéo theo một chiếc chiếc xuồng nhỏ nhỏ, kéo theo một chiếc xuồng nhỏ nhỏ. Cái này của người dân đi đánh cá. Ở trên đó thì con mình thấy có một cái vợt, họ thấy mình thấy có một cái vợt là mấy người Tây Phương cũng đang đang máy chụp hình nhỉ, để chụp cho cái ghe này. Một cái ghe này mình thấy cái nước biển ở đây nó êm quá chừng đi, xung quanh là núi hết trơn trọi, xung quanh là núi cho nên cái đầu mũi giống mình thấy ở miền Nam thì nó khác. Ở miền Nam cái đầu mũi nó không có nhọn để chạy sóng giống như ở miền Nam bà con, thì cái này nó đi giống như trên mặt hồ, trên sông vậy thôi. Ồ, trước mặt mình đây có một cái hòn đảo nữa nè. À, trước mặt mình đây có một hòn đảo này cũng có cát nè. À, cũng có cát. Như vậy là như vậy là bao nhiêu thế kỷ này cái nọ thì ông trời cũng đãi ngộ cho những hòn đảo này có những đụng cát nhỏ nhỏ để bà con có thể tắp ghe vô an toàn nha bà con. Ok rồi, tạm thời mình ngưng máy nha bà con. Rồi, bye bye nha.